Chào các bạn, hôm nay Tùng sẽ giới thiệu đến các bạn một máy khò hàn và máy cấp dòng 3 trong 1. Cái này thì cực kỳ tiện với anh em sửa laptop nhé. Tất cả khi chúng ta khui ra gồm máy này, ba đầu khò, một tay hàn và một tay khò. Đầu tiên đây chúng ta thấy có bốn cái màn hình hiển thị này. Ở cái màn hình bên này trước này các bạn này, nó có chữ V, có nghĩa là nó hiển thị cái điện áp mà chúng ta điều chỉnh ấy. Cái dòng này cực kỳ thích cho anh em sửa điện thoại nha các bạn nhé. Đây, điều chỉnh điện áp để anh em chúng ta sửa điện thoại. Tiếp theo là ở đây chúng ta có chữ A, có nghĩa là hiển thị cái dòng điện đang tiêu hao trong quá trình chúng ta sửa chữa. Đây này các bạn, 2A và 15V, có nghĩa là cái điện áp này chúng ta sẽ điều chỉnh được ở cái mức là 15V. Đây các bạn, bật công tắc lên này. Được chưa? Chúng ta có thể vặn về này. 5V này. Và khi chúng ta sửa thì cái dòng ở đây nó sẽ tiêu hao. Và đây chúng ta có chế độ khóa này, có nghĩa là tắt đi, chúng ta vặn, nó sẽ không còn cái chức năng gì nữa, cực kỳ tiện lợi. Ở đồng này nó có một cái V-in, thì mình không làm điện thoại nên không biết sử dụng cái V-in như nào. Ngoài ra, ở đây chúng ta nhìn thấy này, nó có một đường để sạc này, DC 5V, và cường độ dòng điện là 700 mA, tính ra 1A đấy các bạn, ngon nghét tầm vậy. Còn ở bên này thì chúng ta có hai cái công tắc, một cái màn hình hiển thị nhiệt độ cho máy khò và một cái màn hình hiển thị nhiệt độ cho máy hàn. Còn cái khóa này thì mình cũng chưa khám phá được là nó dùng để làm gì, thì chúng ta cứ tạm thời để sau các bạn nhé. Sau này mình sẽ nghiên cứu và mình chia sẻ sau. Đây các bạn nhìn này, ở đây là máy khò đấy, chúng ta có cái vấn đề điều chỉnh nhiệt này, chiết áp điều chỉnh nhiệt này, và chiết áp điều chỉnh các mức gió này. Thấy chưa? Các bạn thấy tiếng nó sẽ đã nhỏ lại chưa? Nhiệt gió có cả. Cái này chúng ta dùng 3 trong 1 luôn được các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Mở khóa lên này. Bỏ nhiệt xuống một chút. Tiếp theo là cái chiết áp máy hàn này. Ví dụ chúng ta đang điều khiển ở đây 274, khóa thử xem nào, xem có vận được không. Hết này các bạn, nó không còn tác dụng, có nghĩa hình như cái này là khóa cái nhiệt độ của máy hàn. Đấy, 3 trong 1, cực kỳ tiện cho anh em trong quá trình sửa chữa, đặc biệt là anh em sửa điện thoại Godox 909D, và mình sẽ có riêng một video để test sản phẩm cho anh em sau nhé. Đây là video để review sản phẩm, quảng cáo những cái tính năng của nó thôi. Cảm ơn anh em. Cần mua hàng thì các bạn có thể truy cập no2.vn hoặc bấm máy call cho mình theo số điện thoại là 0906 010103. Cảm ơn các bạn.